mến chào quý cô chú anh chị của kênh LTK Bonsai trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh huy hoàng của em tiếp tục giao lưu một số loại cây thông dụng dễ trồng như là cóc, khế, me, rồi có linh sam, mai chú thủy nha quý cô chú anh chị. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Đây cũng là số Zalo của em ạ. Dạ, và đây là cây đầu tiên của cây cảnh huy hoàng ngày hôm nay ha quý cô chú anh chị. Hôm nay mã F ạ. Cây này là cây cốc gừng hết cô chú anh chị, cốc chua. Mã này là mã 1F à. Em xây rồi em đo thông số cho quý cô chú anh chị tham khảo á. Đây là nguyên một cái bệ đế luôn ạ. Rồi để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên tới trên cái đọt đây là khoảng 40 hết quý cô chú anh chị. Đây. Còn tới cái tới dưới đây là khoảng 28 ạ. Rồi để em đo nguyên một cái bệ đế ạ. Đây. Cái hoành đế đây là khoảng 80 ạ. Đây, em đo trừ hao cho mình ạ. Em đo cái nhiều chi tiết đi ha cho cô chú anh chị dễ tham khảo ạ. Đo cái cục nu ở trên đây là khoảng 39 ha quý cô chú anh chị. Đây, em kéo thẳng thước dây luôn ạ. Đây là cây cốc rừng ha, mà cốc chua ha quý cô chú anh chị. Mình về mình có thể ghép cốc thái hay là mình chơi nguyên thủy cũng rất là đẹp ạ. Cái lá cốc này mình ăn hay nấu ăn chua gì ngon lắm nè cô chú anh chị ơi, nó chua chua ạ. Đây nguyên một cái bệ luôn ha. Nó không bị thẹo mục gì hết ạ. Dạ mã này là mã 1F ạ. Em bao ship toàn quốc với giá là 3,1 triệu. Khi ship thì em sẽ ship luôn cái chậu hả cô chú anh chị. Chậu này nó nặng dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Chậu bằng đất nung cái gì á, nó nặng lắm, rất là nặng luôn. Cây liền lạc không thẹo mục gì hả cô chú anh chị. 1F ạ, 3,1 triệu ạ. Cái nào cô chú anh chị không gõ thì em sẽ hỗ trợ chụp hình Zalo thêm cho mình gõ ạ. Rồi em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên tiếp là khế cô chú anh chị. Đây là khế chua ghép với khế thái ạ. Cho bông chùm luôn ạ. Trái cũng chùm luôn ạ. Bữa nay là khế lớn cô chú anh chị. Em có một cặp ạ. Này em xây rồi em đo thông số cho mình ạ. Những cái mắt ghép nó rất là lớn ạ. Hồi em đo luôn cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Để em đo chiều cao của cây khế ạ. Dạ chiều cao cây khế là khoảng 80 hả quý cô chú anh chị. Đây tán ngang tương đối khoảng 80 luôn á cô chú anh chị ơi. Này bông khế có cây này hiện đang có rất là nhiều bông hết cô chú anh chị. Trái đây, trái chùm chùm luôn ạ. Một chùm khoảng mười mấy 20 trái ạ. Đây là khế ghép hết cô chú anh chị, khế chua ạ. Rồi để em đo cái hoành ạ. Đây cái hoành khoảng 40 hết quý cô chú anh chị. Đây em đo ở đây nè là khoảng 40 ạ. Em đo nhiều chi tiết cho cô chú anh chị dễ tham khảo ạ. Em đo ở trên cái cổ đây ha, cái cổ đây là khoảng 29 ạ. Đây, cây liền lạc không thẹo một gì hết ạ. Rồi, hoành đế đây hết cô chú anh chị, hoành đế là khoảng 53 ạ. Đây, em đo trừ hao cho mình luôn ạ. Đây là cái gì? Cái mắt ghép đó cô chú anh chị ơi, mà nó rất là lớn rồi nè. Đây, mình đây nè hết cô chú anh chị, đây lớn lắm luôn ạ, khoảng 10 luôn rồi ạ. Cây liền lạc hết trơn, cây này già cây hết cô chú anh chị, ghép cũng lâu luôn ạ. Nè, đây là cái mắt ghép rất là lớn ạ. Cây không có thẹo mục gì hết hết cô chú anh chị. Dạ rồi mã 2F ha, em bao ship toàn quốc với giá là 2,5 triệu ạ. Đây là khế chua ghép với khế thái cho trái, cho bông chùm trái chùm luôn hết cô chú anh chị. Dạ khi ship á, thì em không có ship chậu, em bó bầu cho cây nhà mình đi ăn toàn hết quý cô chú anh chị. Khế thì cô chú anh chị cũng biết rồi, đi thì nó sẽ bị vàng cũng lá rất nhiều ạ. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là mã 3F hả quý cô chú anh chị. Đây cũng là một cây khế ạ. Đây cây này với cây nãy gần cặp ạ. Khế rất là lớn ha. Rồi để em đo thông số cho quý cô chú anh chị tham khảo ạ. Đây. Dạ cây này có chiều cao là khoảng 79 hả quý cô chú anh chị. Đây. Tán ngang tương đối gì là khoảng 78 ạ. Cây nào cũng hiện đang cho hoa rất là nhiều ạ. Bông chùm trái chùm chùm luôn á cô chú anh chị ơi. Rồi em đo hoành thân ngay chỗ này ạ. Đây là khoảng 47 ạ. Đây cây già cây hoành đế rất là lớn luôn ạ. Đây em đo hoành đế hả quý cô chú anh chị, hoành đế là khoảng 66 ạ. Đây để em đo giót giót trên đây cho cô chú anh chị tham khảo ha. Đo nhiều chi tiết ạ. Đây đo ngay chỗ nhỏ hả cô chú anh chị, ngay chỗ nhỏ là khoảng 32 ạ.
đây nguyên một cái chùm luôn hết cô chú anh chị. Nhưng mà những cái trái này á, trong quá trình ship á, là nó sẽ bị rụng hết cô chú anh chị, và lá nó cũng rụng luôn rồi. Những cái đọt này nó sẽ bị khô một ít đó, về cô chú anh chị bấm vô đi ha. Khế thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn à. Cái loại này là cho trái quanh năm á, về cô chú anh chị yên tâm đi ha. Dạ, đây là mã 3F em bao ship toàn quốc với giá là 2,6 triệu à. Khi ship thì em cũng không có ship chậu hết cô chú anh chị. Để em đo cái đường kính bà chậu này nè, về cho cô chú anh chị mua chậu tham khảo ha. Đây là chậu 50 ha. Đường kính là khoảng 5 cm 50 à. Rồi em xuống cây luôn ha quý cô chú anh chị. Cái nào cô chú anh chị không gõ thì liên hệ với em sẽ hỗ trợ chụp hình thêm cho mình gõ ạ. Số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Rồi em lên cái me ha quý cô chú anh chị. Đây là me chua ạ. Mã này là mã 4F ạ. Em xay rồi em đo thông số cho mình ạ. Cái loại này là me quái nha quý cô chú anh chị. Thân nó nhỏ nhưng mà củ đế nó rất là quái luôn ạ. Rồi để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 49 ạ. Tổng tán ngang gì là khoảng 42 ạ. Đây. Em đo hoành thân ạ. Hoành thân thì khoảng 9 ạ. Rồi em đo hoành củ nha quý cô chú anh chị. Em đo hoành củ là khoảng 32 ạ. Đây. Me này là me chua hết cô chú anh chị. Cái gọng thì này là sữa thân sữa đế nè. Những cái cây này thì thân nó lắc lượng hết rồi, củ nó cũng quái nữa. Cái này về mình trồng vô cái chậu ha, coi cây già có sức trồng vô chậu, có cây có sức nhiều sẽ cho trái hết cô chú anh chị. Mã 4F à, 850.000 em bao ship à. Rồi em xuống cây ạ. À, dạ tiếp theo em lên một cây sori hết quý cô chú anh chị. Cái này là sori miền Tây luôn nè, cho trái chua chua ngọt ngọt ha cô chú anh chị. Trái chín thì nó màu đỏ, còn trái sống thì nó màu xanh nè. Cái này là seri bonsai ha. Em trồng vô chậu này luôn rồi cô chú anh chị, về mình để chậu gì mình chơi luôn ạ. Những cái lá này đó là em cắt nước để cho nó cằn cằn, đừng cho nó ra hoa ha cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 42 ạ. Tán ngang tương đối là khoảng 67 ạ. Đây là seri ạ. Em đo cái hoành tổng hoành đế đi ha cô chú anh chị. Tổng hoành đế là khoảng 45 ạ. Đây. Đo như vậy ha cô chú anh chị, về cô chú anh chị tham khảo ha, đo gì nó lớn hơn ở 50 ạ. Em đo một cái thân ở đây đi, một thân ở đây đi. Thân này là khoảng 11 ạ. Đo dưới đây nó lớn ha cô chú anh chị. Cốt cành thì cây rất là lớn ạ. Cốt cành lớn ha cô chú anh chị. Dạ rồi, 5F ha, một cây seri bonsai ha cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị để trồng gì nè ha, rồi mình cắt nước đi, nó ức chế nó sẽ ra hoa ha, ra hoa rồi nó sẽ có trái ạ. 2,4 triệu em bao ship hết quý cô chú anh chị. 5F ạ. Em ship luôn cả chậu cho mình ạ. Đây. Em xay rồi em xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo em lên nguyệt quế ha cô chú anh chị. Bữa nay thì em cũng được khoảng 4 cây nguyệt quế ạ. Mã này là mã 6F ạ. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Rồi để em xay rồi em đo thông số cho mình tham khảo ạ. À, cây có chiều cao là khoảng 48 nha quý cô chú anh chị. Đây. Tán ngang tương đối là khoảng 60 ạ. À, cây này già cây hết cô chú anh chị, cho bông cho trái luôn rồi. Nguyệt quế nhà em thường chậu á, về cô chú anh chị sang chậu là để có hoa Tết nha. Hoa nguyệt quế thì thơm ạ. À, em đo hoành thân ngay chỗ này là 23 nha quý cô chú anh chị. Để em đo nguyên một cái hoành đế hạo hạo cho cô chú anh chị tham khảo ạ. À, hoành đế là đo hạo hạo là khoảng 49 đi hết cô chú anh chị. Em đo hạo hạo gì nè, nó dướng rồi. Dạ rồi, đây là mã 6F ha, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, cây liền lạc không thẹo một gì hết cô chú anh chị. Em vô dây cho mình luôn, phơm tàn thì cũng đã ấm à. Em bao ship toàn quốc với giá là 1,1 triệu ạ. À, và khi ship thì em không có ship chậu ạ. À, đây cây già cây cho bông cho trái luôn ha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây ạ. À, đây 7F cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Nguyệt quế bonsai hả cô chú anh chị. Đây. Em xay rồi em đo thông số cho mình ạ. Cô chú anh chị mua cây xin hãy liên hệ số điện thoại của em là 0939081082, đây cũng là số Zalo của em ạ. Cây này là mã 7F và có chiều cao là khoảng 42 ạ. Tổng tán ngang tương đối là khoảng 45 ạ. Đây. Hoành thân em đo ngay eo là 18 hả quý cô chú anh chị. Đây. Còn hoành đế em đo hạo hạo như gì đi hát cô chú anh chị là khoảng 35 ạ. À, đây, đo hạo hạo cho cô chú anh chị tham khảo ạ. À, đây là 7F ạ. À,
cây già da nó lắng lự luôn hả cô chú anh chị. 1 triệu em bao ship tầng quắc ạ, nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Dạ rồi em xuống cây ạ. Những cây nguyệt quế nằm trong chậu gì em không có ship chậu hả cô chú anh chị, em bó bầu cho cây nhà mình đi an toàn ạ. Về cô chú anh chị mua cái chậu đẹp hơn á, trồng vô cây sẽ đẹp hơn ạ. Dạ rồi, mã 8F cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Đây, em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 57 ạ. Tán ngang tương đối là 52 ạ. Cây phơm tàn ấm hết cô chú anh chị. Đây trái nè, có bông ha cô chú anh chị. Cây già cây hết luôn ạ. Rồi. Em đo hoành thân ha cô chú anh chị, hoành thân là khoảng 19 ạ. Cây này thì 8F 950.000 em bao ship ạ. Cây nào cũng có đế hết ạ. Rồi, cây này già cây hết cô chú anh chị. Đây cái phơm nó em vô dây cho mình hết rồi. Cây thì ấm tàn luôn ạ. Dạ rồi. 8F, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm em bao ship toàn quốc với giá là 950.000 ạ. Đây rồi em xuống cây hết quý cô chú anh chị. Dạ rồi. 9F ạ, đây cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Này, cây này thì 1 triệu đồng em bao ship ạ. Dáng này nó hơi siêu siêu ạ. Để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 42 ạ. Tổng tán ngang tương đối là khoảng 50 ạ. Cây nào cũng già cây hết hết cô chú anh chị, cho bông và cho trái luôn ạ. Bông nguyệt quế thì thơm ạ. Rồi em đo hoành thân ngay chỗ này là gần 23, em tính 22 đi hết cô chú anh chị. Cây nào cũng có đế hết trơn, em đo đế hạo hạo cho mình tham khảo thôi là khoảng 36 hết cô chú anh chị. Đây nè, đo như gì thôi ha, hoành đế xích xích ở dưới đây ha. Dạ rồi, 9F 1 triệu đồng em bao ship hết cô chú anh chị. Đây cây nào đế cũng nhiều hết ạ. Đây 9F ạ, 1 triệu đồng em bao ship, dáng này nó siêu hết cô chú anh chị. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Rồi em xuống cây ạ. Dạ hết nguyệt quế rồi, em lên tùng hết quý cô chú anh chị. Đây là một cây dạng niên tùng ạ. Đây. Rồi để em đo thông số ạ. Cây này là mã 10F ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 35 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 42 ạ. Đây. Cây có hoành thân là 8 hả quý cô chú anh chị. Đo cái hoành đế nôm lên gì là khoảng 24 ha. Đây. Đo nhiều chi tiết cho cô chú anh chị tham khảo ở cái độ nôm của hoành đế là khoảng 10 ạ. Cái này nó chấp da với đèn miếng nè. Cây này 10F 600.000 em bao ship hả cô chú anh chị. Đây là cây vạn niên tùng ạ. Dạ rồi, cây em vô dây cái phơm đẹp hết cô chú anh chị. Đây rất là đẹp ạ. Vạn niên tùng rồi, em xuống cây ạ. Bữa nay em được 3 cây vạn niên tùng hết quý cô chú anh chị. Đây là 11F ạ, cây này cũng 600.000 ạ. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích cây nào thì liên hệ với em ạ. Cái này về mình gắn tiểu cảnh cái mình sang chậu ha. Mình sang chậu mình gắn tiểu cảnh vô đẹp hết cô chú anh chị. Dạ cây này 11F cũng 600.000 một cây dạng niên tùng ha. Cây này có chiều cao thì khoảng 29 ạ. Tổng cái tán dài là khoảng 45 ạ. Hoành thân cây này thì khoảng 6 hết quý cô chú anh chị. Cây này nó có cái củ ở đây nè cô chú, mà nó bị lũa chỗ này nè ha. Về cô chú anh chị xử lý tha keo vô đi. Dạng niên tùng ha cô chú anh chị. Cây này 11F cũng 600.000 em bao ship ạ. Em đo cái hoành củ củ như gì cho cô chú anh chị tham khảo ha, là khoảng 21 ạ. Đây, nó lũa ngay chỗ này hết cô chú anh chị. Về mình xử lý tha keo vô giùm em ạ. Cây già cây ha, tay cành gì ga lớn em vô dây hết cho mình luôn ạ. 11F 600.000 ạ. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo 12F ha, cũng là một cây dạng niên tùng ạ. Cây này rất là già cây luôn hết cô chú anh chị. Không có thẹo một gì hết luôn ạ. Rồi để em đo thông số ạ. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 33 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 47 ạ. Cây này có hoành thân em đo ngay chỗ eo eo này hả cô chú anh chị là khoảng 9 nè. Đế nè cô chú anh chị, hoành đế là khoảng 20 ha. Đây. Cây này 12F 700.000 em bao ship ạ. Cây rất là già cây luôn ạ, không có thẹo một gì hết ạ. Đây, vạn niên tùng hả quý cô chú anh chị. Dạ rồi, 700.000 em bao ship ạ, cây 12F ạ. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là cây 13F là một cây kim quýt hả quý cô chú anh chị. Cây này là cây gin không ghép ạ. Cây này thì 600.000 em bao ship ạ. Kim quýt thì nó có trái nữa hả cô chú anh chị.
Dạ cây này có chiều cao là khoảng 49 nè. Đây là cây này nó có trái nè hả cô chú anh chị. Đây, đây là trái kim quýt đây. Cây này 600 ngàn em bao ship hả quý cô chú anh chị. 8 ngàn tương đối là khoảng 45 ạ. Cây này vắng chật ạ. Cây này có hoành thân là 15 ạ. Cây này còn đế nè, về cô chú anh chị trồng khai thác đế thêm dùm em đi ạ. 600 ngàn 13F một cây kim quýt ạ. Cây này hiện đang cho trái hả cô chú anh chị. Dạ rồi em xuống cây ạ. Dạ à, em lên Linh Sam hả quý cô chú anh chị. Cô Linh Sam này là nuôi cắt giật cành ha, tay cành gì rất là lớn luôn ạ. Cái dáng này nhìn cũng quái nữa hả cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi em có chiều cao ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 37 ạ. Đây. Tổng tán dài tương đối gì là khoảng 65 ạ. Tán ngang tương đối là khoảng 48 ạ. Cây những cây này là nuôi giật cắt giật cành hả cô chú anh chị. Nên là cốt cành gì rất là lớn ạ. Rồi em đo hoành thân ngang eo đây là khoảng 22 hả quý cô chú anh chị. Đây em đo sát sát cái dế đế đây là khoảng 30 ạ. Đây 30 ạ. 14F 1,5 triệu em bao ship ạ. Đây là một cây linh sam song hình hả cô chú anh chị. Đây linh sam song hình ạ. Cây này về rồi cho hoa Tết đẹp luôn hả cô chú anh chị. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo 15F hả quý cô chú anh chị. Đây cũng là một cây linh sam song hình ạ. Linh sam thì cô chú anh chị ship rồi trong biết rồi ha. Trong quá trình ship á, thì nó sẽ bị vàng và rụng lá ha. Cây nhà em bán thì đều bao sống bao ship nên cô chú anh chị yên tâm đi ạ. À. Cây này thì lùng lực luôn ạ. À. Cây này có chiều cao là khoảng 25 hả quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Tán ngang tương đối thì 57 ạ. À. Hoành thân là 24 hả quý cô chú anh chị. Em đo hoành đế luôn ạ. À. Cây này cũng có giá 1,5 triệu em bao ship ạ. À. Hoành đế là khoảng 36 ạ. À. Đây. Cây nào cốt cành cũng rất là lớn ạ. À. Đây, nuôi cái này là nuôi cốt cành không hả cô chú anh chị. 15F 1,5 triệu em bao ship ạ. À. Đây nè, em nghiêng dàn xương cho mình coi nè ha. Đây, em vô ba nước dây luôn rồi nè. Cây cốt cành lớn lắm hả cô chú anh chị. 15F 1,5 triệu em bao ship ạ. À. Linh sam song hình ạ. À. Rồi em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Bữa nay em được khoảng 4 cây linh sam song hình mà cắt giật cành gì hả cô chú anh chị. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau ạ. À. Dáng nào nhìn nó cũng đẹp hết ạ. À. Dạ rồi, em đo thông số cây này. Cây này có chiều cao là khoảng 48 ạ. À. Tổng tán dài gì là 54 hả cô chú anh chị. Đây. Cây này có hoành thân là 26 ạ. À. Em đo hoành đế ở dưới đây ha. Hoành đế dưới đây là khoảng 33 ạ. À. Cây này là 16F cũng là 1,5 triệu em bao ship ạ. À. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau ha. Cốt cạnh cô chú anh chị nhìn nè, nó bằng ngón tay cái của em ha. Tại vì những cây này là nuôi cắt giật á, nên là nó cái cành này, những cái cành này rất là lớn luôn. Là cây mà nuôi như vậy là nó lâu lắm hả cô chú anh chị, nên nó mới được như vậy á. 16F là 1,5 triệu ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Đây. Cây này là 17F cũng là 1,5 triệu hả quý cô chú anh chị. Đây là linh sam song hình ạ. Đây. Cây những cây này là già cây lắm luôn hả cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 44 ạ. Tổng tán dài là khoảng 65 ạ. Đây. Cây này có hoành thân là 27 hả quý cô chú anh chị. Em đo hoành đế dưới đây ha, sát sát ở dưới đây. Sát sát ở dưới đây là ở dưới đây bự hơn chút là 28 ạ. Dạ cây này cũng 1,5 triệu em bao ship ạ. Cây nào cũng có đế hết à. Về mình sang cái chậu đẹp ha, phù hợp với cái cây thì cây nó còn sẽ đẹp hơn nữa à. Cây này là cũng là 1,5 triệu ạ, mã 17F ạ. Đây là linh sam song hình hả quý cô chú anh chị. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Cô chú anh chị mua cây xin hãy liên hệ số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Đây cũng là số Zalo của em ạ. Tiếp theo là linh sam song hình lá gí ạ. Đây là 18F ạ, cây này thì 900 ngàn ạ. Cây này có chiều cao khoảng 30 ạ. Những cây này là dáng quái ạ. Tán ngang tương đối là khoảng 44 ạ. Đây. Em đo hoành thân sát đế dưới đây là khoảng 18 hả quý cô chú anh chị. Cây này 18F 900 ngàn ạ. Thân nó co lắc lượng đó nè. Đây co lắc hả cô chú anh chị. Đây 18F 900 ngàn ạ. Linh sam song hình lá gí ạ. Rồi em xuống cây ạ.
19 nếp cũng 900 ngàn luôn hả quý cô chú anh chị. Cái lô linh sam này mỗi cây mỗi dáng khác nhau ạ. À. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 25 ạ. À. Tổng tán dài gì là khoảng 42 ạ. À. Em đo hoành thân hả cô chú anh chị. Hoành thân đây là 18 đi hả cô chú anh chị. Em trừ hao cho mình. Cây này 19 nếp cũng 900 ngàn luôn ạ. À. Đây. Linh sam song hình lá gí ạ. À. Dạ rồi em xuống cây ạ. À. Cái nào cô chú anh chị không gõ thì liên hệ với em ha, em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình gõ. 20F 900 ngàn luôn ạ. À. Linh sam song hình lá gí ạ. À. Em đo thông số ạ. À. Cây này có chiều cao là khoảng 32 ạ. À. Tổng tán ngang tương đối là khoảng 45 ạ. À. Cây này em vô hai nước dây cho mình ha cô chú anh chị. Đây. Hoành. Em đo sắc đế dưới đây là khoảng 26 ha cô chú anh chị. Đây. Đo chỗ eo đây là khoảng 14 ạ. À. Cây nào cũng có đế hết ạ. À. Này 20F cũng 900 ngàn luôn hả cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi em xuống cây ạ. Cây này 21F cũng 900 ngàn luôn ạ. Đây là linh sam song hình lá gí ạ. Linh sam thì cô chú anh chị biết ha, trong quá trình ship nó bị rụng lá nhiều lắm hả cô chú anh chị. Nhưng mà về mình trồng đi cây sẽ bình thường, không có gì hết cô chú anh chị ơi. Nó sẽ cho ra lá rồi lá già nó sẽ cho hoa luôn ạ. Dạ rồi cây này thì có chiều cao là khoảng 26 ạ. Tổng tán dài là khoảng 54 ạ. Này em đo hoành thân sắc đế dưới đây là khoảng 22 hết cô chú anh chị. Đeo nhiều chi tiết cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Đo lên trên đây một chút thì khoảng 17 ạ. Cây này 21F cũng 900 ngàn luôn ạ. Em nghiêng cho cô chú anh chị xem một cái cây này ha. Đây là cái cây này đường thân nè, nó co lắc ha. Đây cây này 21F 900 ngàn nè. Cốt cành thì nó bằng khoảng ngón út của em à. Em vô cho mình hai nước dây rồi hả? Rồi em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Hết linh sam rồi em lên mai chiếu thủy hả cô chú anh chị. Đây là mai chiếu thủy em sửa tàn hết hả cô chú anh chị. Vô dây từng chi tiết nhỏ luôn ạ. À. Cái này làm nguyên cái dàn xương này một cây gì là lâu lắm hả cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là khoảng 25 ạ. À. Tổng tán ngang tương đối là khoảng 50 ạ. À. Mai chiếu thủy trung nu ạ. À. Cái này là trung nu ạ. À. Đây. Em đo sắc đế dưới đây hả cô chú anh chị là khoảng 17 ạ. À. Ngay eo đây là khoảng 13 ạ. À. Em dở cái dàn xương lên cho cô chú anh chị. Đây nghe tham khảo ha. Đây. Nguyên một cái dàn xương luôn ạ. À. 22F 850 ngàn em bao ship ạ. À. Đây là mai chiếu thủy trung nu ạ. À. Cây này thì bao với cô chú anh chị là rất là già luôn ạ. À. Hoa chiếu thủy thì cô chú anh chị biết rồi ha. Nó rất là thơm luôn ạ. À. Đây. Dạ rồi 22F 850 ngàn em xuống cây hả cô chú anh chị. Đây. 23F cũng 850 ngàn luôn ạ. À. Đây là những cây lùng lực ha. Về mình sang cái chậu đẹp cây sẽ rất là đẹp hơn ạ. À. Em đo thông số ạ. À. Cây này có chiều cao là khoảng 23 ạ. À. Tổng tán dài là khoảng 50 ạ. À. Hoành thân cây này là 16 hả quý cô chú anh chị. Đây 16 ạ. À. Em nghiêng cho cô chú anh chị xem dàn xương ha. Đây. Cây được vô dây nguyên hết cái dàn xương rồi. Đây là trung nu hả quý cô chú anh chị. Cây này cũng 850 ngàn em bao ship ạ. À. 23F ạ. À. Dạ rồi em xuống cây luôn hả cô chú anh chị. Cây rất là già cây luôn ạ. À. 24F cũng 850 ngàn luôn ạ. À. Đây cũng là mai chiếu thủy trung nu ạ. À. Cây này đẹp hả cô chú anh chị. Dạ rồi cây này có chiều cao là khoảng 27 ạ. À. Tổng tán ngang tương đối là khoảng 41 ạ. À. Cây già cây linh nu rất là nhiều ạ. À. Cây có hoành thân là gần 18 em tính 17 hả cô chú anh chị. Đây là 24F 850 ngàn ạ. Đây cây nào em cũng vô dây hoàn thiện cho mình hết rồi ha. Đây và cây già cây nè. Hoa rất là nhiều luôn đó, cô chú anh chị ơi. Hoa chiếu thủy dễ lắm. Mình chỉ cần về mình con tàn ha. Mình cắt nước là sẽ cho hoa. 24F 850 ngàn luôn ạ. Rồi em xuống cây ạ. 25F nha cô chú anh chị. Cây này cũng 850 ngàn luôn ạ. Cũng là mai chiếu thủy trung nu ạ. Đây cây già lên nu rất là nhiều ạ. Cây này thì có chiều cao là khoảng 35 ạ. À. Tổng tán ngang tương đối là khoảng 40 ạ. À. Cây này nu rất là nhiều luôn ha cô chú anh chị. Hoành thân ngay đây là khoảng 17 ha quý cô chú anh chị. Đây nè, nu nu cục cục luôn ạ. À. Cây này cũng 850 ngàn ha, 25F ạ. À. Cây thân nu nu lên tới đây luôn ha cô chú anh chị. Nguyên một cái dàn xương cứng luôn ạ. À. 850 ngàn em bao ship luôn ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À.
26F hay quý cô chú anh chị, đây cũng là mai chiếu thủy trung nu ạ. Đây, những cây này thì nuôi tay ạ. Cây này thì 600 ngàn em bao ship ạ, em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 25 ạ, tán ngang tương đối là khoảng 32 ạ. Quỳnh thăng khoảng tới đây ha cô chú anh chị là khoảng 17 ha. Em đo gì là khoảng 17 tính 16 đi, nó hộp hộp một chút nè cô chú anh chị. Đây cũng là mai chiếu thủy trung nu ạ. Cây này thì nuôi tay ha cô chú anh chị. Cây già cây lên nu rất là nhiều ạ. Mà này là nó trắng bông rất là nhiều luôn ha. Cây này thì 26F 600 ngàn ạ. Rồi em xuống cây ạ. Những cây mai chiếu thủy này về cô chú anh chị ép chậu đi ha. Vẫn bình thường à, mình để bàn để ban công gì cũng rất là đẹp ha. Cây nhỏ gọn ha, mình ép vô chậu ha. Để trong nhà cũng được nè. Dạ rồi, cây này thì có chiều cao khoảng 21 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 32 ạ. Mai chiếu thủy thì mình về mình con tàng ha cô chú anh chị. Cái mình tưới nước là nó sẽ cho hoa à. Dạ rồi, cây này có hoành thân là 15 ha cô chú anh chị. Gần 16 em tính 15 luôn ạ. Cây này 27F cũng 600 ngàn luôn ạ. Đây, cây già cây hết luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em xuống cây ạ. 28F cũng 600 ngàn ha cô chú anh chị. Cũng là mai chiếu thủy trung nu ạ. Bữa nay em được 4 cây ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 27 ạ. Tổng tán ngang tương đối là khoảng 30 ạ. Đây, quanh thân là 17 ha quý cô chú anh chị. Đây, 28F 600 ngàn ạ. Đây, cây nào cũng rất là già ha. Rồi đang cho hoa rất là nhiều luôn ạ. Hoa chiếu thủy thì thơm ha cô chú anh chị. Dễ trồng, dễ chăm sóc nè. Rồi em xuống cây ha cô chú anh chị. 28F 600 ngàn luôn ạ. Đây, cây này 29F cũng 600 ngàn luôn ạ. Cũng mai chiếu thủy trung nu ạ. Và cây này cũng là cây cuối clip của cây cảnh huy hoàng ngày hôm nay ha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này thì có chiều cao khoảng 24 ạ. Tán ngang tương đối là khoảng 33 ạ. Cây này có hoành thân là 13 hả quý cô chú anh chị. Đây, cây này là 29F 600 ngàn luôn ạ. Đây, cây già cây trơn bông nhiều lắm hả cô chú anh chị. Dạ rồi, đây cũng là mã cuối cùng của cây cảnh huy hoàng ngày hôm nay ha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cây em trong thời gian qua ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn lại clip sau ạ.